Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, các hình thế gây mưa suy yếu dần, vì vậy diện và lượng mưa chỉ còn ở mức độ rải rác. Nhiệt độ trưa chiều nay đã tăng lên ngưỡng từ 25-28 độ. Sang tới ngày mai, không khí lạnh suy yếu lệch ra phía biển, gió chuyển hướng đông nam mang hơi ẩm nhiều hơn vào đất liền, nên ở khu vực phía đông bắc bộ sẽ xuất hiện trạng thái mưa nhỏ, sương mù tập trung về đêm và sáng. Ban ngày đôi lúc hửng nắng nhẹ. Sau đó từ ngày 20 trở đi, vùng áp thấp phía Tây phát triển, ban ngày trời sẽ có nắng nhiều hơn, nhiệt độ tăng lên phổ biến trong khoảng từ 28-31 độ. Riêng tại khu vực phía Tây Bắc Bộ thì là từ 31-33 độ, có nơi cao hơn. Dự báo xa hơn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau đợt không khí lạnh hiện tại, đến khoảng ngày 25-26 tháng 4, miền Bắc lại tiếp tục đón thêm một đợt không khí lạnh mới. Sang tháng 5 sẽ còn khoảng từ 2-3 đợt không khí lạnh yếu. Không khí lạnh cuối mùa nên chủ yếu gây ra mưa rào và dông diện rộng, chứ không đủ để làm nhiệt độ giảm sâu. Tuy nhiên, không khí lạnh xuất hiện ngay sau khi những ngày nền nhiệt cao, vì vậy mà khả năng cao sẽ xảy ra các đợt mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh, đặc biệt là tại các tỉnh thành vùng núi phía Bắc. Xu thế giảm mưa cũng diễn ra ở các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ. Từ trưa chiều nay, mưa chỉ còn rải rác tập trung vào chiều tối. Nhiệt độ tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tăng nhẹ lên mức từ 25-32 độ. Từ ngày 20 phổ biến ở mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ trưa chiều tăng trở lại ở ngưỡng từ 29-32 độ. Vùng núi phía Tây có nơi còn trên ngưỡng 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, thời tiết ổn định trong ngày hôm nay và ngày mai, mưa chỉ còn ở diện vài nơi, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất ngày ở ngưỡng từ 30-33 độ. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay, mưa chỉ xảy ra chính trong thời đoạn chiều muộn ở các tỉnh Nam Tây Nguyên và Nam Bộ. Dự báo sang tới những ngày đầu tuần tới, mưa rông sẽ gia tăng hơn cả về diện và lượng. Cục bộ có điểm có mưa có lượng khá do hoạt động của bão ngoài biển phía đông Philippines, khiến gió Tây Nam hoạt động mạnh lên. Người dân khu vực ven biển Nam Bộ cần hết sức cảnh giác với rông sét, gió giật mạnh đi kèm cho các cơn rông. Về tình hình nhiệt độ, do có mưa nên nhiệt độ trong ngày tới sẽ không quá cao, nắng nóng tạm thời giảm, cao nhất ngày phổ biến từ 29-32 độ tại Tây Nguyên và từ 31-34 độ tại Nam Bộ, có nơi cao hơn. Tiếp theo sẽ là tin về cơn bão gần Biển Đông, siêu bão Sorai, hồi 7 giờ ngày 18 tháng 4. Vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc, 127,6 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 420 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17, tức là từ 200-220 km/h, giật trên cấp 17. Dự báo đến 7 giờ ngày 19 tháng 4, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc, 126,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 300 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17, tức là từ 200-220 km/h, giật trên cấp 17. Trong 24-48 giờ tiếp theo, siêu bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 7 giờ ngày 20 tháng 4, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc, 125,7 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 300 km về hướng Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16, tức là từ 185-200 km/h, giật trên cấp 17. Trong 48-72 giờ tiếp theo, siêu bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 5-10 km. Đến 7 giờ ngày 21 tháng 4, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 124,9 độ Kinh Đông, cách phía bắc đảo Luzon, Philippines khoảng 260 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16, tức là từ 185-200 km/h, giật trên cấp 17. Trong 72-120 giờ tiếp theo, siêu bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước trong đêm nay và ngày mai, 19 tháng 4 năm 2021. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to. Đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh.
gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ. Riêng khu Tây Bắc có nơi trên 26 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Vùng núi sáng cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to. Gió Đông Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ, phía Nam có nơi từ 29-32 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ. Nam Bộ, có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Ngày gió Đông Bắc đến Đông Nam cấp 4, đêm gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Ngày gió Đông Bắc đến Đông Nam cấp 4, đêm gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Bắc Biển Đông, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, rơi vùng biển phía Đông Bắc mạnh cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Quần đảo Hoàng Sa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, vùng giữa Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 4, vùng Nam Biển Đông, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây cấp 3, cấp 4. Quần đảo Trường Sa, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió nhẹ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.